Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ like đồ bộ nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ ba giùm mình nha mọi người. Chỉ cần mọi người chia sẻ thôi là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. Đồ bộ hôm nay, đồ bộ dài chỉ còn. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ ba giùm mình nha mọi người. Mọi người vô đông đông mình sẽ like từng mẫu nha. Chị ơi, mấy chị chia sẻ ba giùm em nha. Mấy chị hôm nay em sẽ like đồ bộ dài nha. Đồ bộ dài chỉ còn 99k thôi nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị, phải cực kỳ đẹp nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ ba giùm nha, giùm mình nha. Đồ bộ hôm nay cực kỳ đẹp nha mọi người. Chị chia sẻ chỉ còn có giá 99k thôi. Còn độ còn đồ bộ đùi là sẽ có giá 97k nha. 79k nha. Xin chào chị My, chia sẻ ba giùm em nha My ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ ba giùm mình nha mọi người. Hôm nay mình sẽ like đồ bộ đùi với dài luôn nha. Rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Chỉ còn mọi người chia sẻ ba giùm mình thôi là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha. Mấy chị ơi, chị nào đang coi livestream Trang xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ ba giùm mình nha. Vô đông đông mình sẽ like từng mẫu cho mọi người coi nha mọi người ơi. Hôm nay sẽ có rất là nhiều đồ bộ đẹp nha mấy chị ơi. Rất là nhiều đồ bộ đẹp. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu cho mấy người, cho mấy chị coi nha. Chỉ có mấy chị chia sẻ bài thôi nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc là trong các nhóm giùm em nha. Cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Hôm nay em sẽ like đồ bộ nha. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu cho mấy chị coi nha. Đồ bộ chỉ còn 99k như bộ em đang mặc nha mấy chị ơi. Pyjama có rất nhiều nha. Đồ thun nữa nha mấy chị ơi. Xin chào mọi người, xin chào cả nhà nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha. Lên 100 bạn coi em sẽ like từng mẫu cho mấy chị coi nha. Rồi bây giờ em sẽ like từng mẫu luôn nha mấy chị ơi. Bộ em đang mặc nha. Bộ em đang mặc là có 4 màu nha mấy chị ơi. Bộ em đang mặc là có 4 màu nha. 4 màu nha em đang cầm. Chỉ có giá 99k thôi. 99k thôi nha mấy chị ơi. Mẫu em đang mặc 99k nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt màu giùm mình nha mọi người. Mình có 4 màu nha. Bộ này 55kg đó lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Bộ mình đang mặc 55kg đó lại mặc vừa. Mẫu này chỉ có giá là 99k nha. Pyjama nha mấy chị ơi. Đồ dài nha, 99k mẫu này. 55kg đó lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Bộ em đang mặc là có 4 màu nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt màu giùm em nha. Chốt màu kèm theo số điện thoại nha. Bộ này cực kỳ dễ thương nha mấy chị. Bộ này cực kỳ đẹp nha. Mình có màu, nó có 4 màu như mình đang cầm nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha mọi người. Mẫu số 1 này chỉ có giá 99k thôi. Mùa mưa này rất là thích hợp với những bộ đồ này nha mọi người ơi. 55kg là mặc vừa mẫu này. Mẫu này chỉ có giá là 99k thôi nha. 99k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Chốt số 1 kèm theo màu nha mấy chị. Bộ này em có 4 màu nha em đang cầm nha. Màu nào cũng đẹp hết. Chị nào lấy mẫu này thì chốt màu giùm mình nha. Chốt màu, chốt số 1 kèm theo màu nha. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha. Cực kỳ đẹp nha mấy chị. Bộ này rất là đẹp. Chị nào lấy mẫu này chốt số 1 kèm theo màu giùm mình nha. Chốt số 1 kèm theo màu nha mọi người ơi. Chốt số 1 kèm theo màu. 55kg lại mặc vừa mẫu em đang mặc nha. Là đồ bộ dài nha. Cực kỳ đẹp mẫu này nha mấy chị. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài thôi nha. Chia sẻ bài trong các nhóm hoặc chia sẻ bài trên trang cá nhân nha. Là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mọi người. Bộ này bình thường em sẽ bán á. Ê đẹp, cái này là KT quá. Cái này là chị Nguyễn Tuyết ơi. Cái này là KT nha chị ơi. Mặc cực kỳ đẹp chị, chỉ có giá 99k thôi.
Hôm nay em sale chỉ một ngày hôm nay thôi nha mọi người ơi, toàn bộ đều là hàng mới nha. Mẫu này 55kg là mặc vừa mẫu này nha. Pyjama nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 1 kèm theo màu nha. Mẫu mình đang mặc có 4 màu nha mọi người ơi, 4 màu cực kỳ đẹp nha mọi người, cực kỳ dễ thương mẫu này nha. Mẫu này rất là đẹp. Vải của mẫu này là vải kate nha mọi người ơi, vải kate nha. Chỉ có còn 99k thôi, mình chỉ xem một ngày hôm nay đi. Một ngày duy nhất hôm nay nha. 99k mẫu mình đang mặc nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 1 kèm theo màu nha. Mẫu mình đang mặc là số 1 nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 1. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình. Cực kỳ đẹp luôn. 55kg là mặc vừa mẫu này nha mọi người. Vải này mặc cực kỳ mát luôn, đó là kate nha. Là kate nha mọi người ơi. Mọi người chỉ cần chia sẻ bài thôi nha. Chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mọi người. Đây nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm mình nha. Mẫu này số 1 cực kỳ đẹp nha mọi người, chỉ có giá 99k thôi. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Hôm nay sẽ có rất nhiều đồ bộ đẹp nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc chỉ có giá 99k thôi nha. Mọi người chỉ cần chia sẻ bài thôi nha mọi người. Chia sẻ bài trên trang cá nhân hoặc chia sẻ bài trong các nhóm là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha. Em chỉ xem một ngày duy nhất hôm nay thôi nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg đổi lại mặc vừa mẫu này. Vải đây là kate. Còn rất là nhiều đồ bồ dài nha mọi người. Dài và đùi có hết nha. Rồi chốt số 1 cho Nguyễn Tuyết nha. Chị ơi, cái mẫu này em có 4 màu nè. Bây giờ chị lấy màu em đang mặc hay là chị lấy màu nào chị... Chị in bút màu cho em nha. Mẫu này chỉ có giá 99k thôi, vải kate cực kỳ đẹp. Màu em đang cầm nha chị ơi. Chị lấy màu nào thì chị chốt màu giùm em nha. Chốt số 1 kèm theo màu giùm em nha. Màu em đang mặc cũng rất là đẹp. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Mẫu em đang mặc vẫn còn 3 màu này nha mọi người ơi, 3 màu này nha. Bạn nào thích mẫu này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người. Xin chào chị Đinh Vân nha. Mọi người ơi, mọi người đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Rồi ok chị Nguyễn Tuyết nha. Chị Nguyễn Tuyết ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Còn rất là nhiều kiểu pyjama đẹp nha mọi người. Chỉ có giá 99k thôi nha mọi người ơi. 99k cực kỳ đẹp luôn. Mọi người chỉ cần chia sẻ bài là chúng tôi giá cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. Trong thời gian chờ đợi mình thay đồ, mọi người chia sẻ bài cực kỳ nha mọi người. Chị Nguyễn Tuyết ơi, không nha chị Nguyễn Tuyết ơi, không bị nhăn nha chị ơi, chị cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Rồi bộ mình đang mặc nha mọi người ơi, bộ mình đang mặc cũng có giá 99k thôi nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Mẫu mình đang mặc cũng 55kg lại mặc vừa nha. Mẫu này là quần dài nha mọi người ơi, mẫu này là quần dài. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu này chỉ có giá 99k thôi nha. Rồi chị Nguyễn Tuyết ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi mẫu em đang mặc nha mọi người. Mẫu em đang mặc là số 2, chỉ có giá 99k thôi nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha. Mẫu em đang mặc, mẫu em đang mặc chỉ có giá 99k thôi nha mọi người. 55kg nó lại mặc vừa mẫu này nha. Chị nào lấy mẫu em đang mặc thì chốt số 2 giùm em nha. Chị Nguyễn Tuyết ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi, có gì em ship hàng cho nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 nha mọi người ơi. Mẫu số 2 này chỉ có giá 99k thôi nha. Bình thường em sẽ bán 178 nha. Hôm nay sale chỉ còn 99k thôi, vải cực kỳ đẹp nha mọi người. Vải của mẫu này rất là đẹp nha. Màu này mình còn cái này giống nhau luôn. Bạn ơi, mẫu mình đang mặc có hai màu này nha, màu hồng với màu này nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 2 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Chỉ có giá 99k mẫu này nha. 99k mẫu mình đang mặc thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu mình đang chị Nguyễn Tuyết ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người. Mẫu mình đang mặc cũng có giá 99k thôi nha. Mẫu mình đang mặc có hai màu như này. Chị nào lấy màu này thì chốt màu, chốt số 2 kèm theo màu giùm em nha.
chỉ có 99k thôi nha mấy chị ơi, 99k cực kỳ rẻ nha. Mẫu mình đang mặc chỉ có giá 99k. Nhầm nhá. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 kèm thêm màu nha. Chốt số 2 kèm thêm màu nha. Cực kỳ đẹp cho mọi người, 55k nó là một vừa mẫu này. 55k nó là một vừa mẫu mình đang mặc cho mọi người ơi. Chỉ có hai màu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 kèm thêm màu giùm mình nha. Mẫu này vải cực kỳ đẹp nha mọi người, rất là đẹp, còn 99k thì cực kỳ rẻ nha mọi người. Mấy chị ơi like và chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi, để được mua với giá 99k nha. Còn rất nhiều mẫu đẹp nha mấy chị. Đợi một chút mẫu của em sẽ thay cho mấy chị xem. Chia sẻ để được mua với giá 99k nha mấy chị. Toàn bộ là hàng mới nha, hôm nay shop em chỉ sale đúng một ngày duy nhất ngày hôm nay thôi nha. Bình thường bọn em bán với giá 200, 180, 190, hôm nay bọn em chỉ sale còn 99k thôi nha. Rồi bộ mình đang mặc nha mọi người ơi, bộ này là Adidas nha. 55kg lại mặc vừa mẫu này, bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha. Mẫu này chỉ có giá 99k thôi nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 3 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 3 nha. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha, chỉ có giá 99k nha mọi người. Mẫu này 99k cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này, bộ Adidas này vải cũng cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi, vải Adidas này nha. Chỉ có giá 99k thôi. Mẫu em đang mặc gói giá 99k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em. Mẫu em đang mặc là số 3 nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn, em chỉ sale duy nhất một ngày hôm nay thôi nha. Duy nhất một ngày hôm nay cho áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Mẫu mình đang mặc chỉ có giá 99k thôi nha mọi người ơi. 99k mẫu này nha, cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình. Mẫu mình đang mặc là số 3 nha mọi người ơi. Mẫu này chỉ có giá 99k, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha. Chia sẻ bài để mua được với giá 99k nha mọi người. Bộ này 55kg lại mặc vừa nha. Bộ mình đang mặc chỉ có giá 99k. Vải cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi, vải rất là đẹp nha. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với mua với giá 99k thì cực kỳ rẻ nha mọi người. Bình thường bộ này em sẽ bán 178, 188 nha. Hôm nay chỉ còn 99k thôi nha mọi người ơi. Mẫu này 99k, 55kg lại một vừa mẫu này. Chị nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 3 giùm mình nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu em đang mặc 55kg lại mặc vừa, chỉ có giá 99k bộ này thôi. Và bộ Adidas này cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Bộ Adidas này cực kỳ đẹp nha, vải cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 3 giùm mình nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha, cực kỳ rẻ nha. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài, chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mọi người. Mình chỉ live duy nhất một ngày hôm nay, sale duy nhất một ngày hôm nay, đồ bộ dài và đồ bộ đùi nha. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm mình nha, mẫu số 3 này nha. Mẫu số 3 này ở ngoài vải rất là đẹp nha mọi người ơi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ cần like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mọi người. Em chỉ sale duy nhất một ngày hôm nay đồ cho đồ bộ nha mọi người. Mùa mưa tới rồi rất là thích hợp để mặc những bộ đồ này nha mọi người ơi. Mặc ấm lắm nha. Bộ này chỉ có giá 99k. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 3 cho mình nha. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mọi người. 55kg lại mặc vừa mẫu này, bộ Adidas này nha. Bạn nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài cho mình. Còn rất là nhiều mẫu đồ đẹp cho mọi người ơi. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài thôi, chia sẻ livestream là sẽ mua được cái giá cực kỳ rẻ. Em chỉ xem duy nhất một ngày hôm nay. Duy nhất một ngày hôm nay thôi nha mấy chị. Chỉ còn mấy chị chia sẻ bài thôi. Có rất là nhiều bộ pyjama đẹp nha mấy chị ơi. Mọi người ơi, trong thời gian mặc thay đồ, mọi người chia sẻ bài.
mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Rồi một bộ pyjama này nữa nha. Một bộ pyjama màu này chỉ có giá 99k, tay dài cực kỳ rẻ nha mấy chị ơi. Cực kỳ dễ thương luôn. Mấy chị chỉ cần chia sẻ bài giùm em thôi, chia sẻ bài để mua với giá 99k. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 4 nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 4 nha. Chỉ có giá 99k, mẫu này 55kg loại mặc vừa nha. Mẫu em đang mặc 55kg loại mặc vừa nha mấy chị ơi. Mấy chị chỉ cần chia sẻ bài giùm em thôi nha. Mẫu mình đang mặc có giá 99k nha mọi người ơi. 99k mẫu này nha mọi người. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn nha. Mẫu mình đang mặc là số 4 nha mọi người ơi. Mẫu này đang mặc là số 4. Màu này, màu burgundy này cũng cực kỳ đẹp nha. Pyjama chỉ có giá 99k, cực kỳ rẻ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Mẫu này chỉ có giá 99k thôi nha. 99k mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mấy chị. 55kg lại mặc vừa, chỉ cần mọi người chia sẻ bài thôi. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài cho em thì sẽ mua được với giá 99k. Mẫu mình đang mặc có giá 99k nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mẫu này là số 4. Chia sẻ bài nha Ly Phan ơi. Mẫu này nha mọi người, mẫu pyjama tay dài này nha. Mẫu này chỉ có giá 99k thôi nha mọi người ơi. Mẫu này 99k. Bình thường bộ này em sẽ bán 200k nha. 200k nha. Hôm nay sale duy nhất một ngày hôm nay chỉ có giá 99k mẫu này thôi, cực kỳ rẻ nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Mình tương tác để mình thấy nhau đi mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 99k thôi nha. Burberry màu này cực kỳ đẹp nha. Đồ bộ 99k cực kỳ rẻ nha mấy chị ơi, cực kỳ rẻ mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 giùm mình. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mọi người ơi. Nguyễn Ánh Thùy ơi, mua trực tiếp tại tiệm thì không có giá này đâu nha mọi người ơi. Mình chỉ bán trên live thôi nha. Em chỉ bán trên live thôi nha chị ơi. Em đọc số ký, em đọc số ký cho mấy chị coi nha. Cho mấy chị ấy nha. Mẫu này cũng từ 55kg lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Màu burberry này, màu này cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Em chỉ bán trên live thôi nha, trên live mới có giá 99k nha mấy chị ơi. Mọi người chia sẻ bài để mua được với giá 99k nha. Mẫu này là số 4 nha. Mẫu tay dài này á hả? Để chị coi thử. Mẫu tay dài của chị mặc có 3 màu, có màu này nữa em ơi. Màu hồng và màu xanh này nữa. Em lấy màu nào thì comment màu giùm chị nha. Comment màu kèm theo số 4 nha. Mẫu chị đang mặc nha. Mẫu chị đang mặc là mẫu đang mặc có 3 màu nha mọi người ơi, 3 màu này nha. Chỉ có giá 99k thôi, 99k duy nhất một ngày hôm nay. Bạn nào không mua được thì rất là tiếc nha. Vải ở ngoài là vải KT cực kỳ đẹp nha. Bộ này bình thường mình bán giá là 178 nha mọi người ơi. Hôm nay chỉ còn 99k mẫu này thôi. 99k mẫu này chỉ một ngày duy nhất. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 kèm theo màu giùm mình nha. Màu burberry mình đang cầm có 3 màu đây. 3 màu như mình đang ấy đây. Bạn nào lấy màu này thì chốt màu giùm mình nha mọi người. Chốt màu kèm theo số 4 nha. 99k cực kỳ rẻ luôn mà cực kỳ đẹp nha mọi người. Vải cực kỳ chất luôn. Có pyjama luôn nha Ly Phan. Rồi, mẫu mình đang cầm nha mọi người. Mẫu mình đang cầm có 3 màu. Mẫu mình đang mặc có 3 màu. Chỉ có giá là 99k. Chỉ còn mọi người like chia sẻ bài thôi. Like chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha. Pyjama tay dài được với giá bộ dài rồi. Chốt số 4 cho Nguyễn Huy nha. Nguyễn Huy ơi, cho xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Rồi số 4 em vẫn còn. Nguyễn Huy ơi, chốt số 4 chị lấy màu nào chị ơi. Do màu này em có 3 màu nha. 3 màu chị chốt màu giùm em nha chị ơi. Đen, hồng và xanh nha. Chị chốt màu giùm em nha Nguyễn Huy. Chị Linh Trần ơi, vải đây là vải KT chị ơi, mặc cực kỳ mát luôn chị. Vải cực kỳ dễ thương luôn. Bộ này ở ngoài rất là đẹp, vải đây là vải KT. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 4 giúp mình nha mọi người. Chốt số 4 kèm theo màu nha. Bộ này em có 3 màu xanh, hồng và đen nha. Màu này, bộ này chỉ có giá 99k thôi. Bộ này là pyjama tay dài nha mọi người. Mẫu này nha, cực kỳ đẹp luôn nha. Vải KT cực mặc cực kỳ mát nha mọi người ơi. Mặc rất là mát nha.
Nguyễn Huy ơi, Nguyễn Huy ơi, bạn lấy màu nào thì bạn comment lại cho mình nha bạn ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 4 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Mẫu này cũng từ 55kg đó lại mặc vừa nha. 55kg đó lại mặc vừa mẫu mình đang cầm trên tay nha mọi người. Pyjama tay dài cực kỳ đẹp nha. Chỉ duy nhất một ngày hôm nay em sale đồ bộ tay, đồ bộ dài còn 99k và đồ bộ đùi còn 79k nha mọi người. Duy nhất một ngày hôm nay thôi nha. Một ngày hôm nay. Chị nào lấy bộ em đang mặc thì chốt số 4 kèm theo màu. Chốt số 4 kèm theo màu nha mọi người ơi. Bộ em đang mặc cực kỳ đẹp nè. Vải cực kỳ chất luôn. Chỉ có giá 99k cực kỳ rẻ. Duy nhất một ngày hôm nay. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài giùm mình thôi là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha. Cực kỳ rẻ nha. Mấy chị đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Màu này nha, bộ mình đang cầm nha. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều đồ nha. Còn rất là nhiều pyjama đẹp nha mấy chị ơi. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài giùm em thôi. Chia sẻ bài là chị mua được cái giá cực kỳ rẻ luôn. Rất nhiều đồ bộ đẹp nha mọi người. Chỉ cần khoảng trăm thời gian để mọi người mặc đồ, thay đồ mọi người chia sẻ bài cho mình nha. Chia sẻ bài để mua cái giá cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. Mình chỉ like duy nhất một ngày hôm nay thôi nha. Theo duy nhất một ngày hôm nay. Bạn nào đây con livestream cho mình xin một chấm luôn nha mấy. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Rồi bộ này nha. Bộ tay dài mình đang mặc nha mọi người ơi. Chỉ có giá 99k thôi. Vải cực kỳ chất luôn nha. Vải cực kỳ chất. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 5 giùm em nha. Mẫu em đang mặc là số 5 nha mọi người ơi. Mẫu này từ 53kg rồi lại mặc vừa. 55kg rồi lại mặc vừa. Mẫu mình đang mặc 55kg rồi lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 nha. Mẫu mình đang mặc là số 5 nha mọi người ơi. Chỉ có giá 99k thôi nha. Mẫu này 99k cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ dễ thương nha mấy chị ơi. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình. Chỉ có giá 99k thôi nha mấy chị ơi. 99k vải cực kỳ đẹp luôn nha. Vải rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 5 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc là số 5 nha. 55kg là mặc vừa. Không nhớ nữa bạn. Mèo ơi không nhớ nữa. Để coi đã. Mẫu này. Mẫu này là số 5 nha mấy chị ơi. Mẫu mình đang mặc là số 5. Chị nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em. Mẫu này giữ giá 99k thôi. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ dễ thương luôn nha. Vải cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Vải rất là đẹp nha. Chỉ cần mọi người chia sẻ bài thôi nha. Chia sẻ bài sẽ mua được với giá 99k nha mấy chị ơi. Mẫu mình đang mặc chỉ có giá 99k. 55kg được lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em nha. Mẫu số 5 này cực kỳ đẹp. Chỉ có giá 99k thôi. Em sẽ ship hàng tận nhà cho mấy chị nha. Ship hàng tận nhà cho mấy chị luôn nha. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài giùm em thôi. Chia sẻ bài sẽ mua được với giá rất là rẻ nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha. Mấy chị tương tác để mình thấy nhau nè mấy chị ơi. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Mẫu em đang mặc là 55kg rồi lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Mẫu này số 5 nha. Cực kỳ đẹp nha, chỉ có giá 99k cực kỳ rẻ luôn. Mình chỉ sale duy nhất một ngày hôm nay thôi nha. Duy nhất một ngày hôm nay đồ bộ tay dài và đồ bộ đùi nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Em chỉ sale duy nhất một ngày hôm nay thôi. Duy nhất một ngày hôm nay đồ bộ dài còn 99k và đồ bộ đùi còn 79k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ cần like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá 99k. Còn tới shop không có giá này đâu nha mọi người ơi. Tới shop không có giá một giá này đâu nha. Đồ cực kỳ đẹp, vải cực kỳ chất mà cực kỳ rẻ luôn nha. Bộ này 55kg nó lại mặc vừa. Chị nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em. Mẫu em đang mặc là số 5. Cực kỳ đẹp nha. Mẫu này cực kỳ đẹp nha.
mấy chị ơi, mấy chị đang coi livestream cho em xin một chấm nha mấy chị ơi. Mình tương tác với nhau đi mấy chị ơi, để mình thấy nhau đi. Mẫu mình đang mặc, xin chào Hồng Anh. Mẫu mình đang mặc chỉ có giá 99k thôi nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 5 giùm em. Mẫu này cũng từ 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Mẫu này cực kỳ dễ thương mà cực kỳ đẹp. Bộ mình đang mặc nha mọi người ơi, 55kg rồi lại mặc vừa. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài thôi sẽ mua được với giá 99k nha mọi người ơi. Mẫu em đang mặc 55kg lại mặc vừa. Mẫu này bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em. Mẫu này số 5. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Còn rất là nhiều đồ bộ đẹp nha. Chỉ còn mọi người chia sẻ bài giùm em thôi. Chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha. Rồi, một bộ dây kéo này nha mọi người ơi. Bộ này cũng cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy bộ này chốt số 6 giùm mình nha, chỉ có giá 99k thôi. Vải cực kỳ mát luôn, cực kỳ thoải mái luôn. Bộ mình đang mặc là dây kéo nha mọi người. Có mũ luôn. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 6 giùm mình nha, chỉ có giá 99k mẫu này nha mọi người ơi. 99k mẫu này. Mẫu mình đang mặc là số 6 nha mọi người ơi. Mẫu số 6 này là dây kéo cực kỳ đẹp, chỉ có giá 99k bộ này. Bộ này mặc cực kỳ thoải mái luôn. Vải cực kỳ mát luôn nha mấy chị ơi, vải cực kỳ mát. Chị nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em. Chị nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha. Chị có giá 99k mẫu này. 99k mẫu này cực kỳ rẻ nha mấy chị ơi. Bộ em đang mặc cực kỳ thoải mái luôn á. Vải rất là mịn, mịn và mát nữa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình. Bộ này chỉ có giá, chỉ có một màu này thôi Vân Anh ơi. Bộ này đẹp nè. Bộ này cực kỳ thoải mái luôn, mặc rất là dễ chịu. Chỉ có giá 99k. Kim Phạm ơi, bộ này 55kg đổ lại mặc vừa nha chị ơi. 57kg đổ lại cũng mặc vừa luôn nha. 55kg đổ lại mặc vừa mẫu em đang mặc nha mọi người. Chị nào lấy mẫu này chốt số 6 kèm theo số thoại địa chỉ giùm em nha. Bộ này vải cực kỳ mát, cực kỳ mát mà cực kỳ dễ chịu luôn, mặc rất là thoải mái. Bộ mình đang mặc nha mọi người. 55kg đổ lại mặc vừa mẫu này nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 6 giùm em nha. Mẫu em đang mặc chỉ có một bộ duy nhất thôi nha mọi người ơi. Một bộ duy nhất nha. Là dây kéo, có thể mặc là áo khoác luôn nha mọi người. Có thể mặc áo khoác luôn nha. Bộ này mặc rất là thoải mái, vải rất là mịn và mát luôn. Mẫu này 55kg mặc vừa nha mấy chị ơi. Mẫu em đang mặc 55kg lộ lại mặc vừa nha. Mẫu này cực kỳ đẹp nha mấy chị. 55kg lại mặc vừa mẫu này nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em nha. Mẫu mình đang mặc là số 6 nha mọi người. Mẫu này cực kỳ xinh. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Chỉ với giá 99k thôi, áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ cần like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá 99k. Mình chỉ like trên like thôi nha. Duy nhất một ngày hôm nay nha mọi người ơi. Mẫu số 6 này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa. Cực kỳ dễ thương mà cực kỳ mát luôn. Rồi chốt số 5 cho, chốt số 6 cho Vicky Nguyễn nha. Bạn nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha mọi người ơi. Mẫu số 6 này cực kỳ đẹp nè. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha, để được mua với giá 99k trên một sản phẩm. Mình còn rất là nhiều mẫu nha mấy chị. Chào chị Tiên Nguyễn. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài, like và chia sẻ bài để được mua với giá 99k. Rồi bộ mình đang mặc cho mọi người. Bộ mình đang mặc cũng từ 55kg rồi
là mặc vừa nha. Chỉ có giá 99k bộ này thôi nha mọi người ơi. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài, chia sẻ bài sẽ mua được giá 99k bộ này, cực kỳ đẹp luôn nha. Bộ này tay dài cực kỳ đẹp, cực kỳ vải là khỏi chê đâu được. Bộ này nha mọi người, bạn nào lấy bộ mình đang mặc chốt số 7 nha, mẫu mình đang mặc chốt số 7 nha, 55kg rổ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Bộ này cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm mình, 55kg lại mặc vừa mẫu này, chỉ có giá 99k thôi. 99k mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp, vải cực kỳ đẹp mà cực kỳ chất luôn. Đây nha mọi người. Đúng rồi, Thanh Thủy Nguyễn ơi, em ở 86 Cầu Diễn Lan nha chị ơi. Đây nha, mọi người có thể coi vải được nha. Vải này cực kỳ mát luôn nha mọi người. Vải thun, vải em đang mặc là vải thun nha. Bộ em đang mặc nha, tay dài, quần dài. Chỉ có giá 99k thôi. Cực kỳ đẹp form, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha. Bạn nào lấy mẫu em đang mặc chút số 7 giùm em nha. Mẫu em đang mặc là số 7 nha mọi người ơi. Mẫu em đang mặc là số 7 nha mấy chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 99k thôi. Em chỉ like duy nhất một ngày hôm nay, sale duy nhất một ngày hôm nay. Đồ bộ dài này form cực kỳ đẹp nha mấy chị. Form lên cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ. Bộ này rất là đẹp, ở ngoài rất là đẹp. Chỉ còn mọi người like và chia sẻ bài giùm em thôi nha. Chỉ cần mấy chị like và chia sẻ bài giùm em thôi là sẽ mua được với giá 99k. Em chỉ áp dụng cho bạn nào chia sẻ bài thôi nha, còn mua ở trên live thôi nha mấy chị ơi. Còn mua tại shop không có giá này đâu nha, chỉ áp dụng trên live thôi nha. Áp dụng trên live và chia sẻ bài nha. Mẫu đồ bộ em đang mặc này là số 7. Chị nào thích mẫu này chốt số 7 giùm em. Mẫu này chỉ có giá 99k thôi. 99k cực kỳ rẻ nha mọi người. Cực kỳ rẻ, vải cực kỳ mát. Bộ em đang mặc này nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em. Mẫu số 7 này cực kỳ đẹp nha. Chỉ có giá 99k, cực kỳ rẻ luôn. Cực kỳ rẻ luôn nha mấy chị ơi. Vải này mặc cực kỳ mát, rất là mát luôn. Chị nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 7 giùm mình nha. Mẫu mình đang mặc số 7 nha. Lên form cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Lên form cực kỳ đẹp. Quần này cực kỳ đẹp nè. Bộ này rất là đẹp. Chỉ có giá 99k thôi, mùa mưa rồi mọi người có thể sắm cho mình một bộ đồ bộ dài mặc rất là ấm nha, rất là tiện lợi nha mọi người ơi. Bộ này chỉ có giá 99k thôi, 55kg lại mặc vừa mẫu này. Chị nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 7 giùm mình nha. Chị nào lấy bộ này thì chốt số 7 giùm em. Mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này chỉ có giá 99k thôi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm mình. Mẫu này số 7 nha. Chị nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm với em với nha. Để được mua với giá 99k trên một sản phẩm à. Còn rất nhiều mẫu để cho mấy chị lựa chọn. Trong lúc mà đợi mẫu của em thay đồ thì mấy chị chia sẻ bài giùm em với ạ. Chia sẻ bài đi mấy chị ơi, chia sẻ bài được mua với giá 99k. Còn rất là nhiều đồ bộ dài đẹp nha mấy chị ơi. Chỉ còn mấy chị chia sẻ bài cho em thôi. Xin xong mặc bộ này cũng hơi về đẹp. Rồi bộ mình đang mặc là số 8 nha mọi người ơi. Bộ em đang mặc là số 8 nha mấy chị. Bộ này chỉ có giá 99k thôi nha. Bộ này từ 52kg rồi lại mặc vừa nha. 52kg rồi lại mặc vừa bộ này. Chị nào lấy bộ này thì chốt số 8 giùm em. Mẫu này là số 8 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 8. Chỉ có giá 99k thôi. 99k một bộ này. Mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Bộ này lấy form cực kỳ đẹp nha. Trời ơi tắt lâu rồi hả? Mấy chị ơi, chị nào lấy bộ em đang mặc chốt số 8 giùm em nha. Mẫu này số 8 nha mấy chị ơi, 55kg
quá chị. 52 cái loại mặt vừa mỏng mình đang mặc cho mọi người ơi, chị có giá 99k chị áp dụng cho mọi người mua trên live thôi nha. Còn mua ở shop không có giá 99k nha mấy chị ơi. Nên mấy chị chia sẻ bài đi, mấy chị chia sẻ bài sẽ mua được với giá 99k cực kỳ rẻ. Mẫu này 52 cái loại mặt vừa mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này 52 cái loại mặt vừa. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 8 giùm em. Mẫu em đang mặc là số 8 nha. Mẫu em đang mặc là số 8 nha mấy chị ơi. Mẫu em đang mặc có 2 màu nha. Số 8 nha mấy chị ơi. Ai thích mẫu này thì chốt số 8 giùm em mẫu nha. Mẫu mình đang mặc là có 2 màu nha. Màu xám nữa nha, màu xám và màu tím. Chị nào lấy mẫu này chốt số 8 kèm theo màu giùm em nha. Số 8 kèm theo màu nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài thôi sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ luôn. Mẫu này, mẫu em đang mặc có 2 màu. 2 màu, 2 màu duy nhất. Màu xám này cũng cực kỳ đẹp nè. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 8 kèm theo màu giùm em nha. Mẫu này chốt số 8 kèm theo màu nha mấy chị. Màu xám này cũng đẹp, chỉ có giá 99k thôi. Bình thường bộ này em bán 178k nha. Bộ em đang mặc bạn 178k, hôm nay chị sale còn 99k thôi nha mọi người. Em chỉ sale duy nhất một ngày hôm nay thôi nha. Duy nhất một ngày hôm nay mới có giá 99k. Chị áp dụng cho chị nào live chị sẽ bài thôi nha. 99k chị áp dụng trên live nha mọi người ơi. Còn tới shop là sẽ không có giá 99k đâu nha. Mình đảm bảo với mọi người những bộ đồ này lên form cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp mà vải cực kỳ chất. Chỉ duy nhất một ngày hôm nay em sale đồ bộ còn 99k. 99k bộ này cực kỳ đẹp. Xin chào chị Lê Hoa nha. Mẫu này là số 8. Chị nào lấy bộ em đang mặc chút số 8 kèm theo màu giùm em nha. Bộ này 52kg loại mặc vừa. 52kg loại mặc vừa bộ này. Chỉ có 99k thôi, cực kỳ rẻ. Mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu em đang mặc chỉ giá 99k thôi mà là đồ bộ tay dài á nha. Vải cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này là thun nha. Chị ơi, cái này là thun nha chị ơi. Mẫu này 52kg loại mặc vừa nha chị. Chị Lê Hoa. Mẫu em đang mặc nha. Cực kỳ đẹp, lên form rất là đẹp. Chị nào lấy mẫu này chốt số 8 kèm theo màu nha. Chị Lê Hoa ơi, đẹp lắm chị Lê Hoa ơi. Mẫu em đang mặc có 2 màu nha mọi người ơi. 2 màu. Bộ này 52kg loại mặc vừa. Chị có giá 99k thôi. 2 màu này nha. 2 màu này, màu nào cũng đẹp luôn nha. Màu nào cũng đẹp nha mấy chị. Chỉ còn mấy chị like và chia sẻ bài thôi nha. Like và chia sẻ bài sẽ mua được với giá 99k nha. Đồ bộ tay dài cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương. Vải cực kỳ chất luôn. Vải này là vải thun nha mọi người. Vải mình đang mặc là vải thun. Chị nào lấy mẫu này chốt số 8 kèm theo màu. Mẫu này 52kg rồi lại mặc vừa. Mẫu em đang mặc là 52kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 8 kèm theo màu giùm em nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em với nha. Để mua với giá 99k cho một sản phẩm. Có rất nhiều mẫu cho mấy chị lựa chọn. Ở trong lúc đợi mẫu của em thay đồ thì mấy chị chia sẻ bài giùm em với nha. Chị cần chia sẻ bài thôi là chị mua được giá cực kỳ rẻ. Là đồ bộ cực kỳ chất, vải cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Anh Khắc Huyền hỏi là anh mua cô bán áo được không? Anh Khắc Huyền hỏi là anh mua cô bán áo được không? Bán luôn. Bán luôn anh ơi, anh cho giá em bán luôn. Có luôn nha chị ơi. Đây, đồ đùi em đang mặc đây nha. Đồ lửng. Bạn nào lấy bộ mình đang mặc chút số 10 nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha. 55kg lại mặc vừa mẫu em đang mặc nha mấy chị ơi. Chị có giá 79k. Bộ em đang mặc chỉ có giá 79k thôi. 130k. Mẫu này chỉ có giá 79k thôi. 79k bộ em đang mặc. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 giùm mình. Mẫu này 55kg. 55kg lại mặc vừa bộ em đang mặc nha mọi người ơi. Cực lên form cực kỳ đẹp. Vải này là vải thun nha. Vải em đang mặc là vải thun cực kỳ mát nha mọi người. Cực kỳ mát, cực kỳ thoải mái luôn nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 10 giùm mình nha mọi người. Xe băng nóc. Rồi sale banh nóc gì có giá 79k một bộ em đang mặc thôi nha mọi người ơi. 79k mẫu này. Vải
vải này mà cực kỳ mát luôn. Lên farm cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Lên farm cực kỳ đẹp nha mấy chị. Chị nào lấy bộ em đang mặc thì chốt số 10 giùm em nha. Bộ em đang mặc là số 10 nha mọi người. Lên farm cực kỳ đẹp. Lên farm cực kỳ đẹp nha. Mẫu này số 10 nha. 52kg rồi lại mặc vừa bộ này. 52kg rồi lại mặc vừa bộ em đang mặc. Chỉ có giá 79k. 79k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ áp dụng cho cho bạn nào like và chia sẻ livestream của mình thôi nha mọi người. Mình chỉ bán trên like thôi nha. Còn tới shop là không có giá này nha. Má bạn bao nhiêu ký Vân Anh ơi? Bao nhiêu ký? Mẫu này 52kg rồi lại mặc vừa nè. Bộ này đẹp luôn á. Chỉ có giá 79k cực kỳ rẻ. Rồi chốt số 10 cho Liên Hoàng, chốt số 10 cho Nguyễn Mộng Điệp. Mèo ơi mèo, có lấy bộ này không? Bộ này má bà mang được nè. Tôi thấy má nó chưa thấy mẹ nó nhỏ không? Rồi bộ này chị bây giá được vừa rồi. Rồi vừa đẹp vừa luôn, vừa đẹp luôn. Rồi chốt số 10 cho Vân Anh nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ cho bài cho em với ạ. Like tê dài quần dài đi, Trang. Rồi ok Vân Anh nha. Giang Anh ơi, đợi một chút nha em. Like quần dài tê dài. Còn rất là nhiều mẫu ạ. Mấy chị đợi một chút để mẫu em thay đồ rồi mấy chị chọn nha. Chia sẻ cho em với chia sẻ cho em để được mua với giá 99k, 79k trên một sản phẩm. Rồi bộ mình đang mặc nha mọi người. Bộ mình đang mặc 55kg đổi lại mặc vừa bộ đây. 55kg đổi lại mặc vừa bộ mình đang mặc chỉ với giá 99k thôi. Mẫu mình đang mặc 99k nha mọi người ơi. Là vải thun nha. Vải thun cực kỳ mát luôn. Missy, xin chào Missy. Cực kỳ mát luôn nha. Mẫu mình đang mặc chỉ có giá 99k thôi nha mọi người. 99k mẫu này. Trời ấm thì trời mưa thì là ấm. Đây nha. Trời mưa mặc cái này rất là sướng, rất là ấm. Trời nắng thì mặc trời nóng thì vẫn mát. Trời nắng mặc rất là mát mà trời mưa thì mặc rất là ấm. Mẫu này chỉ có giá 99k thôi nha mọi người ơi. Là đồ bộ tay dài nha. Đồ bộ tay dài 99k mẫu này. 57kg lại cũng mặc vừa nha. Thấy Lan Mộc nha. Thấy Lan Mộc nha chị ơi. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người. Mẫu mình đang mặc nha mấy chị ơi. Chỉ có giá là 99k thôi. Chỉ duy nhất một ngày hôm nay mình sale đồ bộ dài. Còn giá còn có giá 99k. 99k áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream bên mình nha. Chỉ áp dụng cho bạn nào chia sẻ bài nha. Mua ở trên live có giá 99k nha mấy chị. Còn mua tại shop không có giá này đâu nha. Kiếm tiền với em, chị mới trả lương cho em chứ. Linh Nguyễn. Mẫu này nha mấy chị ơi. Lê Hoa ơi, chị ơi, bộ em đang mặc là chỉ còn màu này thôi chị ơi. Chị ơi, mẫu em đang mặc chỉ còn bộ này thôi, bộ này thôi. Mẫu đang mặc là chỉ còn màu này thôi, màu này cũng đẹp lắm chị. Mặc lên thun cực kỳ mát mà cực kỳ dễ chịu luôn. Xin chào Mỹ Huỳnh nha, Mỹ Huỳnh ơi chia sẻ bài giùm em nha Mỹ Huỳnh. Mẫu này nha, mẫu này chỉ có giá là 99k thôi nha mấy chị ơi. 99k mẫu này thì cực kỳ đẹp. 57kg lại mặc vừa mẫu này nha. 57kg lại cũng mặc vừa mẫu này nha. Mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này là số mấy vậy? Mẫu này là số 11 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm em. Mẫu em đang mặc chỉ có giá 99k thôi. Mẫu đang mặc 99k. Đồ bộ dài 99k và đồ bộ đùi lớn là 79k. Mẫu này 99k nha mọi người ơi. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Mọi người ơi, mọi người tương tác để mình thấy nhau đi mọi người. Mình chị mấy chị chỉ cần bỏ ra chưa tới 1 phút mấy chị chia sẻ bài giùm em thôi là mấy chị sẽ mua được với giá 99k. Em chỉ áp dụng cho chị nào chia sẻ bài trên live nha. Chia sẻ bài thôi nha. Chị áp dụng trên live nha. Không còn tới shop là không có giá này đâu nha. Chị có 99k một bộ đồ này thì sao mấy chị không mua cho mình một bộ. Trời hôm nay là trời lạnh rồi nha. Chỉ cần mặc bộ này rất là sướng.
Bộ này chỉ có giá 99k, 57kg là loại mặc vừa mẫu này. Chị nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm em. Mẫu mình đang mặc là số 11 nha mọi người ơi. Lên form cực kỳ đẹp nha. Vải thun cực kỳ mát. Chỉ còn chia sẻ bài thôi nha. Chia sẻ bài sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mấy chị ơi. Bộ mình đang mặc là số 11 nha. Chào chị Dọc Xương nha. Chị nào lấy bộ em đang mặc thì chốt số 11 giùm em nha. Bộ này chỉ có giá 99k thôi. 99k mẫu em đang mặc thì cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ nữa. Em có thể ship hàng cho mấy chị tận nhà nha. Mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này lên form cực kỳ đẹp nha. Chị nào thích bộ này thì có thể chụp lại màn hình cho em nha. Chụp lại màn hình gửi mình nha. Làm cho mày không trời mưa không mấy chị nằm ở nhà chỉ cần bấm like lên một like là có bộ đẹp tới nhà giao tận nơi. Chia sẻ bài cho em mấy chị ơi, chia sẻ bài được mua với giá 79k 99k nha. Trong lúc đổi mẫu em thay đổi mấy chị chia sẻ giùm bài cho em với. Đó, hả? Chất vải đó là chất nha mọi người, không mua ở đây thì mua ở đâu nữa mọi người ơi. Thôi nha, bộ màu xanh. Bộ Adidas này nha mọi người ơi. Bộ Adidas này 52kg là loại mặc vừa nha. 52kg là loại mặc vừa. Xin chào cô Linh đi. 52kg đổi lại mặc vừa, bộ này chỉ có giá 99k thôi. 99k bộ này cực kỳ rẻ luôn. Vải cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Vải cực kỳ đẹp. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài thôi. Chia sẻ bài sẽ mua được với giá 99k nha. Mẫu mình đang mặc là số 12 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm em. Mẫu em đang mặc là số 12. 52kg là mặc vừa mẫu này. 52kg là mặc vừa mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Chỉ có giá là 99k thôi. Đồ bộ dài 99k. Có bộ nào lông không? Lông hả? Mẫu này là số 12 nha mấy chị ơi. Mẫu này số 12. Chỉ có giá là 99k mẫu này thôi. Cực kỳ đẹp. 52kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Mẫu mình đang mặc nha mọi người. Một bộ Adidas màu xanh này cực kỳ đẹp nha. Mình có thể ship hàng cho mấy chị tận nhà luôn nha. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài thôi. Làm chia sẻ bài sẽ mua được với giá 99k. Chốt bộ này Thu Nguyễn. Còn vẫn còn. Rồi chốt bộ này cho Thu Nguyễn nha. Vẫn bộ này vẫn còn nha. Em ơi, cái bộ Adidas của chị là có hai màu em. Em colini gì đó. Đây nè. Màu hồng. Màu hồng với màu xanh này. Bạn nào lấy mẫu này chốt. Xét lại màu hồng chói quá. Đây nè, màu hồng như này nè em ơi. Đây nha, màu này cũng rất là đẹp. 99k cực kỳ rẻ mà vải cũng đẹp nữa. Bạn nào lấy mẫu Adidas mình đang mặc thì chốt số 12 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Mẫu mình đang mặc có hai màu nha. Mẫu Adidas này 52kg lại mặc vừa nha. Coi lên đây ơi, em mặc bộ này đẹp nè. 99k cực kỳ rẻ, lấy bộ này đi rồi mặc. Trời mưa rồi mặc cho ấm. Trời mưa mặc ấm mà trời nóng thì mặc mát. Bộ này nè cực kỳ đẹp nè mấy chị ơi. Bộ này chỉ có giá 99k thôi. 52kg lại mặc vừa mẫu này. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 12 kèm thêm màu giùm em nha. Chốt số 12 kèm thêm màu nha. Adidas này nha. Bộ Adidas này cực kỳ đẹp. Cô nào chồng bỏ chồng chê, mặc đồ view shop chồng bê về nhà. Đúng không? Vải này không bị xù nha. Ngọc Nguyễn ơi, còn nhiều lắm nha bạn ơi. Vải này không bị xù nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 12 kèm theo màu giùm em. Bộ Adidas này 52kg lại mặc vừa, chỉ có giá 99k thôi. 99k cực kỳ rẻ. Cực kỳ rẻ nha mấy chị. Em thì sale duy nhất một ngày hôm nay. Và sale trên live thôi nha. Trên live mới có giá 99k nha. Còn tới shop là không có giá này đâu nha. Tới shop giá vẫn bình thường nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 12 kèm theo màu giùm em. Mẫu em đang mặc là số 12. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 12 kèm theo màu nha. Bộ Adidas mình đang mặc có hai màu nha mọi không, người. Không, bạn xù lông với người ta sẽ xét và rất là đẹp.
Và vải này không bị xù lông nha mấy chị. Vải này không bị xù lông luôn nha. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá 99k. Em chỉ áp dụng trên like thôi nha. Bộ đã được ở ngoài tới 100-200 ngàn mà bán xin vậy. Mua đồ đi chị ơi, mua đồ đi chị vợ chị Linh ơi. Bán mẫu có nuôi mẫu nổi không mà đòi đòi rồi mua mẫu. Rồi bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 12 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi. Bộ Adidas này em chỉ có 2 màu nha. 2 màu này cực kỳ đẹp và không bị xù lông. Em chỉ bán trên like thôi nha mấy chị. Em chỉ áp dụng, bạn nào chia sẻ bài nha. Chia sẻ bài mới mua được với giá 99k nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 12. Chị nào lấy mẫu này chốt số 12 kèm theo màu giùm em nha. Em còn rất là nhiều mẫu đồ nha. Chỉ còn mọi người chia sẻ bài thôi nha. Mẫu của em nó ăn nhiều lắm chị, nuôi không nổi đâu, chị mua. Chia sẻ bài giúp em với mấy chị ơi chia sẻ bài để mua với giá 99k. Chất vải rất là đẹp nha mấy chị, không có bị xù lông đâu nha. Ai đã mua hàng này đâu rồi biết. Ai đã mua hàng của Milshop thì mấy chị biết rồi, chất của Milshop rất là đẹp. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu mình đang mặc chỉ có giá 79k thôi nha. Một bộ này 52kg đổi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. 52kg đổi lại mặc vừa mẫu em đang mặc nha. Thun cô tông đẹp lắm. Đây là thun cô tông nha. Đỗ Phương Phương ơi, chị ơi vải này mặc cực kỳ mát đó chị. Chỉ có giá là 79k thôi. 79k bộ em đang mặc. Bộ đời bình thường mát 179k. 52kg lại mặc vừa mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. 52kg lại mặc vừa mẫu em đang mặc. Chị nào lấy mẫu này chốt số 13 giùm em. Mẫu em đang mặc là số 13 nha. Mẫu đang mặc là số 13, cực kỳ đẹp mà vải cực kỳ mát. Thun này là thun cô tông nha mấy chị. Em chỉ áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Mình chỉ bán trên like là giá này thôi nha mấy chị ơi. Còn tới shop lựa là không có giá này đâu nha. Tới shop lựa em vẫn bán giá bình thường nha. 178 nha. Bình thường là 178.000 nha mấy chị ơi, nay chỉ còn với 79.000 thôi. Bộ em đang mặc là số 13 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 13 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em nha mấy chị ơi. 52kg đổi lại mặc vừa mẫu em đang mặc nha. 52kg đổi lại mặc vừa mẫu này chỉ có giá 79k thôi. Chị 79k bộ này thì cực kỳ rẻ nè. Rất là rẻ luôn. Không có ở đâu rẻ bằng. Chỉ có ở đây mới có giá đó thôi nha mọi người. Chỉ có ở đây mới có giá đó thôi. Đồ hôm nay là toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người ơi. Hàng mới nhưng mà mình sẽ sale cho mọi người một ngày hôm nay thôi nha. Rồi số 13 chốt cho Liên Hoàng nha. Số 13 vẫn còn nha mọi người ơi. Số 13 vẫn còn nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 13 giùm em nha. Chốt số 13 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Mặc lụm đấy Trang. Bên đây nè. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ bài để mua giá cực kỳ rẻ nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giúp em với nha. Để mua với giá cực rẻ 99k cho một sản phẩm. Rồi bộ mình đang mặc nha mọi người ơi. Bộ mình đang mặc cũng có giá 99k nha. Đây nha, 99k một bộ pyjama này cũng cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Bộ này 57kg đổi lại mặc vừa nha. Bộ mình đang mặc 57kg đổi lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 14 giùm mình. Mẫu đang mặc chỉ có giá 99k thôi nha mấy chị ơi. Vải này là vải kate nha. Mặc cực kỳ mát. Chị nào lấy mẫu này chốt số 14 giùm em nha. Mẫu này số 14 cực kỳ đẹp nha mấy chị. Chỉ có giá là 99k. 57kg đổi lại mặc vừa mẫu này nha. 57kg đổi lại mặc vừa mẫu em đang mặc nha. Mẫu này 57kg đổi lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 14 giùm em nha. Mẫu mình đang mặc là 14 nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Rồi chốt 14 cho Vicky Nguyễn nha. Rồi chốt 14 cho Vicky Nguyễn nha. Mọi người
Rồi chốt 14 cho Linh Trần luôn nha. Chị Linh Trần ơi, chị ghé lấy đồ giúp em với nha. Hôm qua chị có một cái áo len. Rồi bộ mình đang mặc cũng cực kỳ dễ thương nè. Bộ này 50-55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu mình đang mặc nha. Bông này cũng rất là đẹp nha mấy chị ơi. Bông này cũng rất là dễ thương. Chị có giá 99k thôi nha. 99k. Dạ rồi ok chị Linh Trần. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 1 giùm em nha. Mẫu em đang mặc là số 1 nha mấy chị ơi. Chị có giá 99k thôi, cực kỳ rẻ, cực kỳ đẹp. Vải nha là vải kate nha mấy chị. Nên là mấy chị không phải lo nha. Mấy chị ơi, chị nào lấy bộ em đang mặc thì chốt số 1 giùm em nha. Mẫu này 56kg rồi lại mặc vừa. Mẫu em đang mặc 56kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị, cực kỳ dễ thương, cực kỳ đẹp luôn. Lên form cực kỳ đẹp nha chị. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này 56kg đổ lại mặc vừa nha chị Kim Phạm ơi. 56kg đổ lại mặc vừa nha. Cô Ngọc ơi chia sẻ 3 giùm con. Thảo Trà ơi chị cao 1m6 nha. Chị cao 1m6 nha. Kim Phạm số 1 hả Trang? Rồi chốt số 1 cho Kim Phạm nha. Còn cái mẫu này nữa không Trang? Còn cái đây rồi nè. 60kg có sức dài tay. 60kg. Cái đó trước sẽ kêu cạnh đi. Sau sinh nó giảm đi. Sau sinh nó giảm đó. Có nha Hoàng Tiểu Quyên ơi. Có nha bạn. Có luôn. Rồi mẫu KT em đang mặc thì có giá 79k thôi. Chị nào? Cái này là KT nha cô Hồng Anh. Rồi chị nào lấy mẫu KT mình đang mặc thì chốt số 2. Bộ KT này cực kỳ dễ thương. 55kg rồi lại mặc vừa bộ này nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp. Bộ này cực kỳ dễ thương. Bộ này chỉ có giá 79k thôi. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 2 giùm em. Mẫu em đang mặc là số 2 nha mấy chị ơi. Mẫu em đang mặc là số 2. Chị có giá 79k thôi. 79k mẫu em đang mặc nha. Kim Phạm có đi không chị? Chị Kim Phạm ơi, chị còn đó không cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người. Mẫu mình đang mặc 55kg rồi lại mặc vừa. Chị có giá 79k. Bộ KT này cực kỳ dễ thương, cực kỳ mát mẻ luôn. Bộ này cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp bộ này. Đằng sau có nút nha. Chị nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 2 giùm mình nha. Chị có giá 79k thôi. 79k bộ này thì cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ. Mình sẽ áp dụng cho bạn nào chia sẻ bài nha và bán trên like nha mọi người ơi. Mẫu này nha. Mẫu này chỉ có giá 79k. Cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình. Mẫu này số 2. Mỹ ơi, Mỹ kia hả? Mẫu này là 50-55kg lại mặc vừa. Chị nào lấy mẫu em đang mặc chốt số 2 giùm em chỉ có giá 79k thôi. Vải này là vải KT cực kỳ mặc cực kỳ mát luôn. Cực kỳ mát. Vải này cực kỳ mát. Bạn nào lấy mẫu này chốt số. Rồi ok chị Kim Phạm nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 giùm mình nha mọi người. Mẫu số 2 này cực kỳ đẹp, ở ngoài cực kỳ dễ thương. Cực kỳ đẹp mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 cho mình. Mẫu này chỉ có giá 79k thôi nè. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm luôn. Chị áp dụng cho bạn nào like, chia sẻ livestream của mình thôi. Chỉ cần mọi người bỏ ra 1 phút, chưa tới 1 phút mọi người sẽ chia sẻ bài. Chia sẻ bài là sẽ mua được với giá 79 và 99k nha. Em chỉ áp dụng bán trên like thôi nha mọi người. Chỉ cần mọi người like và chia sẻ bài thôi. Bộ mình đang mặc là số 2. Chị Linh Trần ơi, không có đâu chị ơi. Không có đồ bộ ống rộng nha chị. Để khi nào có thì em nhắn cho nha. Có nhưng mà là chị lên shop coi. À đúng rồi, ở trên shop có nhiều lắm. Chị ghé shop lấy đồ rồi chị lựa luôn nha.
Mẫu em đang mặc là số 2 nha mọi người, 50-55 cái loại mặc vừa bộ em đang mặc. Chị nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em. Mẫu này số 2 cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi, cực kỳ dễ thương. Chị nào thích mẫu này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Mọi người ơi, mọi người đang coi livestream cho em xin một chấm nha. Mấy chị ơi, mấy chị tương tác với nhau đi mấy chị ơi. Mọi người ơi, chia sẻ cho Job nha mọi người. Nếu có mua sản phẩm 79 hoặc 99 nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giúp em với nha. Chia sẻ trên trang cá nhân và vào hội nhóm giúp em với ạ. À, để được mua với giá thấp nhất. Mấy chị ơi, mấy chị không mua ở đâu được một bộ đồ một cực chất như thế này đâu ạ. À, chỉ có ở Miu Shop thôi. Miu Shop có giá 99k, 79k cho một bộ đồ. Em là 5 Hồng Anh ơi, cháu là 52kg nha. Rồi mẫu này nha mấy chị. Mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này là số 3 nha. Chị nào lấy mẫu em đang mặc thì chốt số 3 giùm em nha mấy chị ơi. Bộ này là bộ KT nha, phải KT nha mấy chị. Bộ em đang mặc là KT, chỉ có giá 79k một bộ này thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em. Chị nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em. Chia sẻ bài nha. Chia sẻ bài để mua với giá 99k, 79k nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 3. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. 57kg rồi lại mặc vừa mẫu này. 57kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này số 3 nha mấy chị ơi. Mẫu này là KT. Chị có ở phía shop mới bán giá này thôi nha. Em chỉ sale duy nhất một ngày hôm nay cho mấy chị nha. Áp dụng cho chị nào like chia sẻ bài nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 3. Mẫu này là số 3 nha, 57kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Mẫu này số 3 cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Mẫu này cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ. Một bộ KT này có 79k thôi nha. Mặc thoải mái lắm nha mấy chị ơi. Không có màu hồng nha, không có màu hồng như ly pha. Bộ này nha mọi người. Bộ này cực kỳ đẹp. Màu hồng kìa. Không có hồng mà. Bộ này là số 3, chị nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em. Mẫu này 57kg rồi lại mặc vừa. Bộ này là một bộ KT nha. Mấy chị ơi, mặc cực kỳ mát. Bộ KT này mặc cực kỳ mát nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 3 giùm em nha. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Hôm nay em chỉ sale duy nhất một ngày hôm nay thôi nha mấy chị ơi. Và em chỉ sale trên live nha. Áp dụng cho chị nào like thì chia sẻ bài giùm em nha. Còn tới shop lựa là sẽ không có giá này đâu nha mấy chị ơi. Nên mấy chị tranh thủ đi nha. Mẫu này là số 3 nha. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài thôi. Chia sẻ bài giùm em thôi là sẽ mua với giá cực kỳ rẻ. Chị nào lấy mẫu này chốt số 3 nha. Mẫu số 3 này cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. KT mặc cực kỳ mát. Chị có giá 79k thôi. 79k mẫu mình đang mặc nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 3 nha. Sáu mươi ba ký không vừa rồi chị ơi. Rồi mẫu này 50-57kg thôi lại mặc vừa nha. 57kg thôi lại mặc vừa. Bộ này giữ giá 79k nha. Chị nào thích bộ này thì có thể chụp lại màn hình gửi cho em nha. Có màu hồng với trang như là màu hồng đây cho con Ly coi. Rồi ok xong Quỳnh nha. Trong lúc đợi mẫu thay đồ thì mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giúp em với để được mua với giá 99k, 79k trên một bộ cực chất như vậy nha. Vải rất là đẹp. Bộ này là bộ này nha mọi người, bộ này nha mấy chị. Bộ này cũng từ 55kg đổ lại mặc vừa mẫu này nha. Chị nào lấy bộ này thì chốt số 2 giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 2 nha. Cũng tê. Bánh bèo cute đó Lê Phan ơi. Mẫu này nha, mẫu này là số 2 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu mình đang mặc 55kg rồi lại. Số 3 này chốt cho cô Hồng Anh. Chốt số 3 cho cô Hồng Anh nha. Mẫu này nha. Mẫu này chỉ có giá 79k thôi nha mấy chị ơi. 79k mẫu này, 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha.
mấy chị chỉ cần like chia sẻ bài giùm em thôi. Ở đằng sau có hàng nút nha mấy chị ơi. Áo này, bộ này cực kỳ dễ thương nha. Đồ này là KT nha mấy chị. Chị nào lấy mẫu này, bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 2 giùm mình nha. Chốt số 2 giùm mình nha mấy chị ơi. Mẫu này KT mà cực kỳ mát nha. Cực kỳ mát nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em. Mẫu em đang mặc là số 2 nha. 55kg là lại mặc vừa nha mấy chị ơi. 55kg là lại mặc vừa mẫu này. KT mặc cực kỳ mát nha. Cực kỳ mát và cực kỳ rẻ. Mình chỉ like mà sale duy nhất một ngày hôm nay thôi nha. Xin chào Xuân Quỳnh nha. Mẫu này nha mọi người, mẫu này là số 2. Chị nào lấy mẫu mình đang mặc chốt số 2 giùm mình nha. Mẫu đang mặc là số 2. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ mát. Đẹp luôn nha mấy chị, chỉ có giá 79k thôi. Rồi chốt số 2 cho Liên Hoàng nha. Số 2 vẫn còn nha mấy chị. Chị nào thích bộ này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha. Liên Dung ở đâu? Liên Dung. Mấy chị ơi, mấy chị like và chia sẻ bài giúp em để mình mua với giá thấp nhất ở Miu Shop nha. Còn rất nhiều mẫu. Trong lúc đợi mẫu của em thay đồ thì mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Rồi mẫu mình đang mặc nha mấy chị. Mẫu mình đang mặc nha mấy chị ơi. Mẫu này 57kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Chị có giá 79k thôi. Chị nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em. Mẫu mình đang mặc là số 5 nha mấy chị ơi. Mẫu em đang mặc là số 5. Chị nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em. Màu này là màu hồng cực kỳ dễ thương. Đây nha mấy chị ơi. Màu này nha là KT nha. Chị có giá 79k bộ này thôi nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 5 giùm em. Mẫu này từ 57kg rồi lại mặc vừa. Đó là lưng thun nha, quần lưng thun nha mấy chị. 79k thôi. 57kg rồi lại mặc vừa mẫu này. 57kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Rồi chị chờ em chút nha chị Hồng Hạnh ơi. Rồi mẫu mình đang mặc là số 5 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm em nha mấy chị. 57kg rồi lại mặc vừa nha. Bộ này 57kg nó lại mặc vừa bộ này nha. Là vải KT cực kỳ mát nha mấy chị. Cực kỳ mát luôn nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 5 giùm em nha. Mẫu này số 5 nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp mẫu này nha. Mẫu này cực kỳ chất mà cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ. Chị có ở Miu Shop thôi nha. Chị có ở Miu Shop mấy bán giá này thôi nha mọi người. Em chỉ xem một ngày hôm nay thôi nha. Em chỉ áp dụng trên live thôi nha mấy chị ơi. Chỉ cần mấy chị chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha. Bộ này là số 5 nha. Bộ này số 5, 57kg lại mà vừa bộ này nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 5 nha. Chị nào thích mẫu này có thể chụp lại màn hình gửi cho em nha. Chụp lại màn hình gửi cho em nha mấy chị ơi. Đồ bộ màu xanh. Không màu xanh 52kg nha. Chị Hồng Hạnh nói là mẫu dài hoặc ngắn gì chứ? Chị Hồng Hạnh ơi, chị muốn mua đồ dài hay là đồ lửng chị? Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giúp em để được mua với giá 79k ở Miu Shop nha. Giá này chỉ có ở trên live thôi, với Miu Shop thì không còn được giá này đâu ạ. Mặc đồ kia rồi. Mẫu mình đang mặc nha mọi nha mấy chị ơi. Mẫu em đang mặc là 52kg nó lại mặc vừa bộ này. Bộ này là bộ đùi nha. Chị nào lấy bộ này thì chốt số 6 giùm em nha. Bộ này số 6 nha. Bộ này số 6, 52kg nó lại mặc vừa bộ này. 52kg nó lại mặc vừa bộ em đang mặc nha mấy chị ơi. Là đồ đùi nha. Bộ này nha mấy chị ơi. Bộ này chỉ có giá là 79k thôi. 79k bộ này. Chị nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm em. Mẫu này số 6 nha mấy chị ơi. 52kg lại mặc vừa mẫu này nha. Mẫu mình đang mặc là 52kg lại mặc vừa. Chị nào lấy mẫu này chút số 6 giùm em nha mấy chị ơi. Mẫu này số 6. Mẫu này số 6 nha mấy chị. Cực kỳ đẹp nha.
đồ dài kìa, mặc cái đồ dài. Màu xanh. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giúp Miu đi ạ. À. Chị được mua với giá 99k. Xin chào Gia Uyên. Màu xanh đây nè chị ơi, chị Hồng Hạnh ơi. Bộ này 55kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị ơi. 55kg rồi lại mặc vừa bộ em đang mặc nha. Màu này cực kỳ đẹp nha mấy chị. Màu này rất là đẹp nha. Chị có giá là 99k bộ này thôi. Chia sẻ để mua được với giá 99k nha mấy chị ơi. Bộ này 55kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 8 giùm em nha. Mẫu mình đang mặc là số 8 nha mấy chị ơi. Mẫu em đang mặc là số 8. Lên form cực kỳ đẹp, vải này cực kỳ mát và mịn luôn nha mấy chị. Có luôn nha chị Linh Trần ơi, có bộ lửng nha. Để em coi lại nha. Có bộ đùi mà chấm bi được không chị Linh Trần ơi? Mẫu này nha mọi người, mẫu này là số 8 nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa nha. Chị có giá là 99k thôi nha mấy chị. Đồ dài là 99k nha. Bộ này lên cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 8 giùm em. Mẫu này số 8 nha mấy chị. Bạn nào, chị nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em. 55kg rồi lại mặc vừa nha. Chị áp dụng cho chị nào like và chia sẻ bài nha. Chỉ cần like và chia sẻ bài thôi là sẽ mua được với giá cực kỳ rẻ nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc thì chốt số 8 nha. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa nha. 55kg rồi lại mặc vừa. Bộ màu xanh này cực kỳ đẹp nha mấy chị. Bộ màu xanh này rất là đẹp nha. Rất là đẹp và thun rất là mát nha mấy chị ơi. Vải này rất là mát nha. Vải này nha mấy chị ơi, vải này cực kỳ mát nha. Vải này rất là mát và mịn nữa. Chị nào lấy bộ này thì chốt số 8 giùm em nha. Bộ em đang mặc là số 8 nha. Bộ này rất là đẹp. 55kg rồi lại mặc vừa bộ này nha mấy chị ơi. 55kg rồi lại mặc vừa bộ này. Chị nào lấy mẫu này chốt số 8 giùm em. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giúp em đi ạ. Để được mua với giá 79k, 99k trên một bộ đồ. Bình thường mà em bán với giá 198k. Hôm nay chị còn với giá 79k, 99k thôi nha mọi người ơi. Chỉ có ở Miu Shop mới có giá như thế này thôi à. Không mua, ở đây thì mua ở đâu nữa mọi người ơi. Rồi bộ này nha mấy chị ơi. Bộ này là KT nha. Bộ này là 57kg rồi lại mặc vừa. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 2 giùm em nha. Mẫu này số 2 nha mấy chị ơi. 55-57kg rồi lại mặc vừa nha. 57kg rồi lại mặc vừa bộ này nha. Bộ này là vải KT, chịu giá 79k thôi. 79k bộ này rất là rẻ nha mấy chị ơi. 57kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 1 giùm em. Mẫu em đang mặc là số 1 nha. Mẫu này màu xanh rất là đẹp. Mẫu này đẹp lắm nha mọi người. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 1 giùm em nha. Mẫu em đang mặc là số 1 nha. 57kg rồi lại mặc vừa bộ này nha mấy chị ơi. 57kg rồi lại mặc vừa bộ này. Em đang mặc. Chị nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Mẫu này chốt số 1 giùm em. Vải này là vải KT mặc cực kỳ mát nha. Vải này mát nha. Vải KT mặc rất là đẹp. Mẫu này nha. Mẫu này mặc rất mát nha mấy chị ơi. Bạn chị nào lấy mẫu này thì chốt số 1 giùm em. Mẫu này số 1 57kg rồi lại mặc vừa nha mấy chị. Đi Phan ơi mua đồ đi. Mấy chị ơi, mấy chị đợi mẫu em một chút.
mời em đang thay đồ nha mấy chị. Chia sẻ đi ra, chia sẻ được với giá 79k, 99k nha. Ủa vậy? Rồi bộ này có lửng rồi nha mấy chị ơi. Có lửng và đùi nha. 57kg đổ lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này 57kg đổ lại mặc vừa. Chị nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha. Bộ em đang mặc là có đùi và lửng luôn nha mấy chị. Có đùi và lửng luôn nha. Chị nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha. 57kg đổ lại mặc vừa bộ em đang mặc nha mấy chị. Vải rất là đẹp nha. Chị nào lấy mẫu em đang mặc chốt số 2 giùm em. Mẫu này em có đùi và lửng luôn nha mấy chị. Chị có giá 79k thôi. 79k một bộ này. Rất là đẹp nha. Này là vải kate nha mấy chị. Cái này là vải kate nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 2. Chốt số 2 giùm em nha. Mẫu này 57kg đổ lại mặc vừa. 57kg đổ lại mặc vừa mẫu này nha mấy chị ơi. 57kg đổ lại mặc vừa mẫu này nha. Chị nào lấy mẫu này thì chốt số 2 giùm em. Mẫu này là số 2 nha mấy chị ơi. Mẫu này là số 2. Đẹp lắm nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm em nha. Mẫu này số 2.